Rồi, chào mọi người đã quay trở lại kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên đây 0348308843. Rồi, theo dõi kênh thì bấm vô đăng ký để được thông báo mấy cái video mới. Nay là video mã 180 nha mọi người. Người mua hàng thì liên hệ. Đó, mỗi sản phẩm nó sẽ có một cái mã số khác nhau. Thế nên mọi người mua thì báo về cho em cái mã số thì em thông báo món đó còn hay hết ha. Rồi, đầu tiên là cái máy đục mọi người, máy đục Broson. Thương hiệu này của Đức. Đây, hàng xuất Nhật. Xài điện 100V nha. Công suất nó là 65W. Máy đục đục mini chứ. Dạng nó làm đồ thủ công mỹ nghệ mini. Rồi cắm thử điện nha. Nó chạy rất là êm. Đây. Nó đục vô nó sẽ rung nè mọi người. Mọi người gắn lưỡi lên đây nè. Rồi nó sẽ rung, nó sẽ chúng nó sủi gỗ. Sủi như là mình cầm tay mình sủi, nhưng mà thay vì cầm tay thì giờ mình sử dụng cái máy. Cái mũi nó thì tùy chọn, nhưng mà này nó đục cái lưỡi tầm 5 ly đến 1 phân vậy đó. Cái lưỡi đục nhỏ nhỏ thì gắn vô máy này mình xài nó chạy rất êm luôn. Rồi, máy đục có mã là số 1 nè. 600 ngàn. Này, máy không có lưỡi nha. Không có kèm lưỡi. Này là chỗ bắt lưỡi nó nè. Đó, đút vô khe này, gài này lại là nó dính cái mũi rồi. Nếu mình có mũi đục gì mình chế qua có gì rất là dễ. Máy này êm, máy này còn khá là ok, khá mới. Cái này nó dơ không rồi, mày rửa cái nó ra. Rồi, máy đục mã số 1 nè, 600 ngàn. Rồi tiếp theo là hai cây ép tỏi mình nè, 150 ngàn cây. Đó, có cây cán nhựa, cây này là bằng chung bằng thép không gỉ. Cái Nhật mà ép không gỉ. Một cây này bằng inox luôn. Một cây này bằng full inox. Rồi full inox luôn. Cây này của Kaikut. Cây cán nhựa trắng là Kaikut, này bằng nhôm. Này nhôm mọi người. Nhôm này, này inox. Inox luôn nha. Đây. À, cái chốt này nè nó bằng thép, nó hít từ cái chốt đó, đó. Còn này inox. Đúng rồi. Rồi full inox đi. Rồi hai cây bằng giá nha, 150 ngàn một cây. Đây ép tỏi nha, chuyên dùng ép tỏi luôn. Ép tỏi ớt gì cũng được ha. Chung bỏ vô dừa thì ép. À, nó như vậy nè. Cây trắng của Kaikut. Vậy á. Cây này thì không thấy có hiệu, tem nó bay rồi. Có chữ ép không gỉ thì tiếng Anh. Đó. Rồi, 150 ngàn một cây. Mã số 3, số 2 và số 3. Rồi, tiếp theo là cây cây này dụng cụ chuyên mở cái đầu mở buri. Mở buri xe máy mọi người. Số 16. Nó chuyên dụng mở buri. Cái này dơ quá chưa có rửa ra. Nó bị dơ chứ không phải rỉ cái này đâu mọi người. Cái này nó còn đẹp. Nè đầu đầu còn nguyên, không có bị dập. Ở trong nó có một cái miếng cao su nha, để giữ cái buri mình lại. Nói chung cũng buri đút vô là nó giữ lại, giữ dính lên. Lắc léo luôn nha, nghiêng về mình vẫn mở đúng thế, mình mở mấy cái buri xe quay rim rồi
Honda. Nói chung mấy Hori xe máy á, chuyên dụng. Ủa, tổ 16. Rồi mã số 4 nha. 200 ngàn. Rồi cây này hơi bị độc luôn. Cây này dạng như là cái cờ lê nhưng mà đa năng, mở được nhiều loại ốc, nhiều ốc kích cỡ khác nhau. Gọi là nó mở nhanh mà kẹp vô nhanh. Hay kiếm một con ốc kẹp thử. Nó ốc không? Đó. Kéo vô nè. Cho nó ngậm vô. Có khớp này nè, nó ngậm vô ốc đó. Rồi cái này nó mở được tối thiểu là cái coi nhỏ nhất được con ốc. Nhỏ nhất là 11 mọi người. 1.5 mm, 11. Rồi cỡ lớn rồi, lớn về nhiều đó, cỡ hai mấy luôn, cho là khoảng 27 đi nè, 11 tới 20 mấy, 27 đi, 25, 27 gì nữa. Đấy, rất là chắc, nước xi quá đẹp luôn. Con này không biết của thằng nào, chung là hàng Nhật nha mọi người, đường Nhật á, chất lượng Nhật, 22 cm nha, thép xì mới, miệng còn cứng luôn, không có bị dập nữa. Nè, này như mới như chưa xài rồi. Và mã số 5 nha, 250 nha. 6 kìm chuốt dây điện. Vậy là cây chuốt này rất là độc, ít gặp. Thương hiệu của Amon này, Amon, Amon. Cái này nó có chuốt dây điện nè, chuốt dây, cắt dây ha. Cái này bấm code luôn, ba chức năng, hai bên hai lưỡi cắt dây rất là hay, hai hai lưỡi chuốt dây điện luôn, hai bên luôn. Chuốt nhanh nha mọi người, là cỡ nào đưa vô chuốt cũng được hết, chuốt được dây từ đây dây 0.5 đến dây 6 ly nha, dây điện 0.5 đến 6 ly nè, nó có ghi nè. Cỡ nào rút vô nó cũng chuốt, cắt cắt trên cắt dưới, chuốt bên đây luôn, hai bên đều được. Đây phải đổi lại nó đúng một mặt nè đó. Mình cầm bên đây, mình đúc bên đây thì đâu thấy gì đâu, chú nó ngược chút bên đây đó. Rồi kích thước 20 nha, thông dụng bấm có nè, có được 1.25, 2.0 đến 5.5 mm, kìm đẹp, lưỡi đẹp, quá đẹp. Rồi mã số 6 mọi người, 450 nha. 7 là cây quạt 220 V, quạt zin của Nhật 220 đây. Này tháo máy trong máy gì đó, không rõ nữa nhưng mà không không tháo trong máy ra, nó là hàng Nhật 220 V nè. Test chạy rất là mạnh luôn, cánh nó đặc biệt, cánh nó bằng sắt mọi người, full cái cánh nó bằng sắt nên nó lực nó rất là mạnh. Test rồi chạy ngon lành nha, tại vì ở đây cầm cái này test cũng được, nó nguy hiểm, chạy lực rất mạnh, nó chớn nó mạnh lắm. Thông số rồi nè, điện 220 nha, đó xài điện 220 Made in Japan sản xuất. Quạt này nguyên cây cũng khá nặng luôn á, chỗ cần bao nhiêu ký.
Rồi 1 kg mọi người, quạt nhỏ nhỏ vậy cầm mỗi người 1 kg đó. Kích thước nè, cánh này 13, rồi vuông dày 5, 5 14 nhân 14 hoặc vuông 2 dây điện 220, máy tiền Nhật Bản sản xuất. Rồi mã cây quạt là số 7, 400 ngàn. Có một cây duy nhất thôi, lâu lâu mới gặp được cây 220 mà nó nhìn nó cứng cáp chắc, cánh nó full bằng sắt. Rồi tiếp theo là cái ép cam, nó full bằng nhựa hết mọi người, mọi người xài nó bằng nhựa đặc biệt nè, rất là mới, bằng nhựa ha. Này dưới nó có lớp trong, lớp trên đây nó đúc 2 lớp. Ép cam bằng nhựa, giá mềm, đây thương hiệu gì nè, thương hiệu nó chốt đồng luôn, hàng chuẩn thị trường Nhật. Còn rất mới. Rồi mã số 9, ép cam 250. Rồi, đây cái bào rau củ quả. Cái dụng cụ để bào hứng nè, cái này nó thao để hứng nè. Bào cái nó lọt xuống dưới. Đây. Nó là vậy. Đây nó còn nguyên cái cử để bào mọi người, cái này để mình cầm bào nè, cái rau củ gì á mình để cái, nói chung cái đồ để bào á, mình không có dùng tay trực tiếp nó nguy hiểm, như này hết rồi nó sắn vô đây sao tay mình đó. Mình sẽ có dùng cái này đó để bào. Rồi còn cũng mới tinh. Rồi mã số 10 nha, đó chị 150 ngàn. Rồi cuối cùng là cái bình bình bằng cái gì, bình giữ nhiệt. Cái này của thương hiệu Petco xuất cho Nhật nè. Bình này được mấy ta, cái này tầm 1 lít nè. Rồi tầm 900 ml các bạn. À, nhìn nó cũng khá nhỏ. Ấm để pha trà ha, chiên đường nước sôi. Pha trà nha mọi người, ấm trà. Có nút mở chế nước. Nào ngoại hình cũng ok. Liền vào. Rồi mã 11 nha, 300 ngàn. Test ok mọi người, giữ nóng rồi ok. Mày test rồi, giữ nóng ok, nó như mấy bình thủy mình. Mà nó là bằng thép, thép không gỉ, 2-3 lớp gì trong, nên nó giữ được nhiệt. Giữ đá cũng được, nói chung giữ nóng lạnh. Ở bình này thì nó chiên giữ nóng hơn, thì thiết kế ra để chế nước trà, nước sôi này kia tiện rồi đó nè. Mình đá thì mình chuẩn cái kiểu nó khác. Rồi kết thúc video đây mọi người, cảm ơn mọi người.